Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Đêm này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Thông qua bộ đàm trên tàu kiểm ngư KN390, những đại biểu của đoàn công tác số 10 đã gửi bài hát thay gửi tặng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK1 thay cho lời tạm biệt. Xin cảm ơn đoàn công tác số 10, các quý thủ trưởng cùng các ban nghệ sĩ đã ra thăm và đưa hơi ấm từ đất liền đến với anh em. Xin chúc đoàn sức khỏe, hạnh phúc, hải lộ bình an. Nhà giàn DK12 Phúc Tần là điểm đến cuối cùng trong chuyến công tác thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 5 năm 2023 của hơn 200 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu thuộc hành trình Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong chuyến hành trình, đoàn công tác đến các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và đã có nhiều hoạt động xã hội như thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo và nhà giàn. Mình cảm thấy mình quá may mắn. Mình cảm thấy đúng là chân quý, tức là khi mà mình vào đất liền thì có những cái khoảng khách mà mình cảm thấy là cuộc sống của mình cảm thấy có những cái lúc không vui, thế nhưng quả thật là so với các em, so với chiến sĩ ở ngoài đảo xa thì mình thấy mình còn là một người quá may mắn, bởi vì cuộc sống của các bạn ấy thực sự là ở tuyến đầu. Quá là nhiều những cái vất vả, quá là nhiều những trách nhiệm trên vai. Cái tên chuyến đi là đi thăm và động viên các chiến sĩ ngoài đảo. Nhưng phải nói thực lòng là khi ra đảo thì mình cảm thấy mình được động viên nhiều hơn. Mình cảm thấy mình là người được động viên nhiều hơn khi mà thấy các chiến sĩ rất là kiên cường, các cán bộ chiến sĩ rất là vững tay súng, rất là bản lĩnh chính trị, cũng như là vượt qua rất nhiều cái điều kiện khó khăn cả về địa lý, cả về thời tiết, cả về các điều kiện sinh hoạt. Đặc biệt, đoàn còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với đông đảo người dân và cán bộ chiến sĩ bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật tại huyện đảo Trường Sa. Trong đó có màn trình diễn 33 bộ áo dài mang tên các đảo ở quần đảo Trường Sa do các người mẫu không chuyên là thành viên đoàn công tác biểu diễn. Tất cả các đại biểu đều tham gia các hoạt động ở trên các điểm đảo một cách hết sức là trách nhiệm. Và qua các hoạt động như vậy thì rõ ràng là chúng tôi thấy là cái sự sẻ chia, sự hiểu về cái vất vả, gian khổ của các chiến sĩ của từng đại biểu của đoàn hành trình Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương được khắc ghi rõ hơn, và chắc chắn là các đồng chí cũng sẽ nhận thức rõ hơn cái trách nhiệm của mình đối với việc cái sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh các hoạt động diễn ra trên các điểm đảo, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức trên tàu trong suốt cuộc hành trình. Trong đó, nhiều đại biểu đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn thơ, ca khúc về tình yêu biển đảo. Chiều 13 tháng 5 năm 2023, đoàn công tác đã về tới cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, kết thúc chuyến công tác. Trong chuyến công tác lần này, tổng số tiền và quà tặng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa là gần 2 tỷ đồng.